hai các bạn. Nếu như các bạn chưa đi xem phim Lật Mặt 5 48 giờ của Lý Hà này thì các bạn cũng đừng có đi xem. Đây là một cái bộ phim hả, nói mang tiếng là hành động nhưng mà thật ra là không có hành động cụ thể móc gì hết. Ngồi nói chuyện không luôn. Không, diễn biến của câu chuyện thì hết sức là chậm chạp. Tôi không hiểu tại sao mà cái bộ phim đã được quảng cáo rầm rộ như vậy mà nó lại có một cái nội dung hết sức nhàm chán, không, lê thê dài dòng. Nói chung là nó không có đúng sự thật. Thật sự là tôi rất là thất vọng về cái chuyện này, không? Rồi còn về diễn viên thì tệ nhất là ông Thanh Vân, đóng vai vợ mà không ra vợ. Đó, Mạc Văn Khoa đóng vai hài mà toàn là nói chuyện bi không luôn. Trời ơi, đúng là những cái bộ phim tập hợp những bi kịch, bi kịch. Còn Võ Thành Tâm thì được. Anh này thì thôi khỏi nói, lâu rồi không đóng phim lục nghề hay gì á. Trời ơi, đóng chán muốn chết luôn. Đó, rồi có anh Di Ca nữa chứ, trời con ngáo nữa. Trời ơi, tôi không hiểu tại sao một bộ phim lại hội tụ rất là nhiều cái nhân vật mà tôi không có thích. Tôi không hiểu tại sao nữa. Và nếu như các bạn coi tới cái khúc này á thì nói chung là nãy giờ nhận xét của mình sao thì các bạn cứ nghĩ ngược lại là nó đúng rồi. Tại vì mình review theo kiểu lật mặt á, lật qua lật lại gì nè, lật tới lật lui nha, cho nó hợp với cái phong cách Lật Mặt. Đây, nói vui với các bạn như thế thôi chứ thật ra đây là một cái bộ phim mà theo Gen cảm nhận thì Việt Nam làm như vậy là ở cái tầm rất là khá rồi. Và thực sự Gen không có xem nhiều những cái bộ phim trước đây của Lý Hải Lật Mặt á. À, phim Lật Mặt Ba Chàng Khuyết á, cái tập đó thì Gen có xem, thấy cũng ok. Nhưng mà với riêng với tập phim này thì Gen thấy rất là ấn tượng, bởi vì rất là hiếm cái phim Việt Nam nào mà có một cái tiết tấu nhanh, hấp dẫn từ gần như là đầu phim đến cuối phim luôn. Những cái cảnh rượt đuổi đánh nhau nói chung là nó rất là gay cấn và nó khiến cho bạn không thể nào rời mắt khỏi cái màn hình được. Đó, nếu mà các bạn chưa xem phim thì có thể ra rạp để cảm nhận sâu sắc hơn về bộ phim này ha. Nói chung là review của đoạn đầu cho nó vui vậy thôi, cho nó lật mặt vậy thôi, chứ phim ok lắm đó.